Ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, mình là Trung đây anh em. Thì hôm nay mình làm cái video này ấy, để hướng dẫn anh em tải và sử dụng cái phần mềm Shape IP này nha anh em. Đấy, thì mình thấy có nhiều anh em comment ở video trước của mình ấy, là sao không sử dụng cái này. Thì đây nhé anh em, như anh em nhìn ở đây nhé, đây phần mềm Shape IP của mình này. Thì mình sẽ gỡ nó ra và mình sẽ cài lại nha anh em. Đấy, mình sẽ vào đây mình gỡ cái phần mềm ra này. Ok anh em. Rồi, mình gỡ thành công rồi nha anh em. Đấy. Thì đây là nó sẽ khi mà anh em đã tải xong rồi ấy thì anh em gỡ ra nó sẽ hiện lên một cái này như kiểu cái phản hồi của anh em ấy, ý là như kiểu là nó muốn tìm hiểu xem tại sao anh em mới gỡ ấy. Ok. Rồi, để mình vào lại cái trang Shape IP nha anh em. Mình sẽ gõ luôn ở đây xem nào. Tiếng Việt đi. Mình sẽ thử kích vào đây nhỉ. Mình đi vào ổ D nhá. Rồi, anh em thấy không? Sau khi tải về thì anh em kích nó vào. Rồi, cài đặt này. Đây có cả tiếng Việt này anh em. Mình sẽ chọn tiếng Việt này. Ok này. Đi tiếp. Tôi chấp nhận thỏa thuận này. Đi tiếp, đây là nó muốn hỏi mình là xem có muốn giải lén ở ổ nào ấy, thì chọn ổ C nhá. Ok, cái này nó chỉ là cái ấy thôi, tạo cái icon ở màn hình thôi. Đi tiếp này, cái chỗ này ấy, nó hỏi anh em là có muốn khởi động máy tính nữa không, thì anh em có thể chọn reset lại máy tính nhá, hoặc là như mình sẽ chọn không và hoàn tất. Rồi ok, mình sẽ thử ra ngoài nào. Đây nhá, anh em thấy không, sau khi mình cài xong ấy thì ở đây này. Đấy, nó sẽ là phần mềm Shape IP này. Mình sẽ kích vào nha. Đấy, anh em thấy không? Mình kích vào này. Xong ở đây nó sẽ có ba cái khu vực để cho anh em mình lựa chọn này. Đấy. Anh em đây là khu vực này là IP của Mỹ này, đây là IP của Anh này, nó sẽ có những khu vực này, những cái khu vực mà nó không có chữ này thì anh em sẽ sử dụng được bình thường, còn những cái khu vực mà nó có chữ Pro này thì là anh em phải nâng cấp bản lên nhá, nó là bản mất tiền đấy. Đây ví dụ mình chọn cái Chicago rồi nhá. Xong rồi mình chọn là Collect này. Anh em đợi cho nó đổi IP của máy chủ của mình nhé. Đấy, khi mà anh em Collect mà nó thành công ấy thì ở chỗ này nó sẽ không còn có nút Collect nữa mà nó sẽ là nút Disconnect. Đấy, như vậy là thành công luôn. Nói chung là rất đơn giản thôi. Thì mình thấy nhiều anh em kêu là không làm được thì mình cũng không biết là do anh em bị cái lỗi gì hay không, thì mình không biết, thì anh em có thể xem cái video này và làm theo mình nhé. Mình sẽ để lại cái link tải Shape IP ở dưới phần mô tả của video nha anh em.